Chúng ta cũng đang tiến gần đến ngày Bitcoin Halving thì Thuận có một cái suy nghĩ thông muốn chia sẻ với các bạn Tại vì chúng ta cách ngày Halving là không còn bao nhiêu lâu nữa các bạn còn khoảng 6 tháng nữa thôi Ước tính bây giờ là khoảng tháng 4 của năm 2024 Thì trước khi mà đến ngày đó đó Thuận muốn dành thời gian trong video này để mà chia sẻ với các bạn những gì đã xảy ra trước Halving Thì chúng ta sẽ nhìn vào hai đợt Halving các bạn, đợt Halving gần đây nhất đó chính là ngày 11 tháng 5 năm 2020. Đó chính là cái lúc mà cái số lượng PDC được đào mỗi lốc giảm từ 12.5 còn có 6.25. À, và chúng ta có thể thấy được là cái đợt hai bên đó sau khi có rồi thì khoảng chừng 6 tháng sau đã dẫn đến một đợt bull run giá cả đã tăng trưởng liên tục luôn lên tới cái mức cao là 69.000 đô trước khi mà rớt xuống còn 15.000 do bây giờ chúng ta đã trở về mức là 29.000 như thời điểm hiện tại thì cái đợt hai bên năm 2020 cũng như là những đợt trước đó đã dẫn đến là giá cả BTC tăng trưởng nhanh nhưng mà trước khi mà có hai bên thì ra sao các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được đây là biểu đồ của BTC chúng ta tính từ thời điểm là tháng 12 của năm 2018 cho đến tháng 8 năm 2020 thì một điều mà chúng ta đã thấy đó là năm 2019 là một năm mà có sự hợp phục sau khi mà năm 2018 đã rớt tơi tả từ 20.000 đô xuống chỉ còn có 3.000 đô mà thôi cho một BTC thì năm 2019 đó, khi thường Zumba các bạn sẽ thấy là giá đã tăng trở lại từ mức là khoảng 3.000 đô và tăng lên tới mức là khoảng chừng 12.400 đô thực cho nó lên tới 13 000 mấy nhưng mà đây là cái mức giá ending mỗi ngày cho nên chúng ta mới thấy là lên tới 12.400 mà thôi nhưng mà cái đợt tăng trưởng này đó là tăng trưởng liên tục nửa đầu năm các bạn từ đầu năm cho đến tháng 6 năm 2029 tới cuối thời điểm đó là giá cả đã tăng liên tục rồi và nó cũng tương tự như năm nay các bạn từ năm tới bây giờ chúng ta cũng thấy là giá cũng đã hồi phục lại tương tự nhưng mà nửa năm còn lại chúng ta đã thấy là giá lại giảm xuống chứ không có tăng nữa và chúng ta đã kết thúc Năm 2019 Ở cái mức giá là khoảng chừng 7.400 đô Thì vẫn cao hơn cái mức giá ban đầu là gấp đôi Nhưng mà chúng ta thấy được đã không có giữ được cái mức cao của năm 2019 Trước khi chúng ta bắt đầu bước vào Hà Bình Nhưng mà trước khi chúng ta bước vào Hà Bình đó, Thì cái đợt Hà Bình chúng ta cũng đã thấy là ngày 11 tháng 5 năm 2020 Thì trước đó chúng ta cũng đã có một cái đợt khiến cho nhiều người lo lắng Đó chính là khi mà giá của BTC khoảng chừng là gần như 10.000 đô đã giảm đột ngột các bạn thấy được là từ ngày 15 tháng 2 cho đến ngày 13 tháng 3 trong vòng một tháng thôi mà từ 10.000 đô đã giảm xuống chỉ còn có 5.500 đô mà thôi và lúc này đã khiến cho nhiều người rất là hoang mang các bạn tại vì mọi người đó cũng đã bắt đầu quen với việc là hồi phục lại năm 2019 rồi sau đó điều chỉnh xuống từ cái mức cao năm 2019 cho đến năm 2020 đầu năm thì mọi người cũng đã nghĩ là chúng ta sẽ không còn những cái đợt giảm đột ngột nữa tại vì mùa đông crypto đã qua nhưng mà ai ngờ đâu đột ngột lại có một cái đợt giảm như vậy khiến cho nhiều người đó có thể là họ đã nắm níu được tiếp tục giữ BTC kỳ vọng một đợt tăng trưởng kế tiếp từ năm 2018-19 lên tới năm 2020 đó cái đợt giảm này từ 10.000 đô mà còn có 5.500 đô đó giảm khoảng chừng gần như 50% trong thời gian chỉ có 4 tuần khiến cho nhiều người lúc đó lại rời khỏi thị trường này cho dù họ đã cố gắng giữ được BTC trong một mùa đông nhưng mà đây là lúc mà họ lại rời khỏi các bạn nhưng mà đáng tiếc sau đó giá của BTC đã tăng và tăng và tăng tới mức cao là sau 9.000 đô chúng ta bây giờ hãy trả cho về thêm một đợt halving nữa nghĩa là tháng 7 năm 2016 ngày 9 tháng 7 của năm đó đó chính là cái đợt halving lần thứ hai và chúng ta đã thấy được là lúc đó đó thì cái số lượng BTC được đào mỗi lốc giảm từ 25 còn 12.5 mà thôi và khi mà chúng ta trở về lịch sử của thời điểm đó cũng tương tự như là năm 2017 các bạn năm 2013 đó giá của BTC đã tăng trưởng rất là nhanh và kết thúc ở mức là gần như 1.200 đô và sau đó đã giảm liên tục chúng ta đi vào mùa đông của năm đó đó chính là năm 2014 và 15 rất là tệ các bạn nhưng mà cũng tương tự như là năm 2019 và cũng tương tự như là năm nay chúng ta lại bắt đầu thấy có một cái sự hồi phục vào năm 2015 khác biệt so với năm 2019 là chúng ta không có một cái đợt giảm mạnh à, cuối năm của năm 2015 mà chúng ta cứ thấy là cho đến cái ngày hai bình có nghĩa là ngày 9 tháng 7 của năm 2016 là nó nằm ngay cái khoảng thời gian này các bạn thì chúng ta khi mà zoom vào đó các bạn sẽ thấy được là giá của BTC trước khi hai bình thì hoàn toàn không có một cái sự điều chỉnh nào hết và sau khi hai bình thì chúng ta đã thấy được là giá lại tiếp tục có sự tăng trưởng nó không giống như là năm 2019 thì đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải có sự chuẩn bị năm nay thì bây giờ nó nhìn như thế này các bạn sau khi mà đạt cái mức đỉnh À, của năm 2021 đó thì đương nhiên năm 2022 rất là tệ nhưng mà sau đó chúng ta đã thấy được là năm nay là cái năm mà chúng ta đã có một cái sự hồi phục mãi cho đến bây giờ thì ngay thời điểm bây giờ đó cái biểu đồ của BTC nhìn giống như là giữa năm của năm 2019 và cũng giống như là nửa năm đầu của năm 2015 nó không có sự khác biệt chỉ là từ đến cuối năm đó, nếu như mà BTC lặp lại năm 2019 thì chúng ta thấy là 6 tháng còn lại của năm nay sẽ rất là tệ và có khả năng là có một cái đợt giảm mạnh trước khi hà bình để những người còn lại sẽ chẳng nào bỏ đi nhưng mà nhiều bạn cũng sẽ chỉ ra được là nhưng mà thuận nên nhớ đó là năm 2020 lý do tại sao mà có cái đợt giảm đột ngột này là tại vì dịch bệnh xảy ra thì cũng đúng các bạn ngay lúc đó những tài sản đó đều đã có cái sự giảm xuống nhưng mà điều này đã xảy ra và cũng thực sự dẫn đến nhiều người đã rời khỏi thị trường này thời điểm đó cho nên thuận cũng muốn chia sẻ để các bạn nắm bắt được. Nếu như mà năm nay nó giống như năm 2015 đó, thì chúng ta sẽ không có đợt điều chỉnh nào hết, mà sẽ tiếp tục và tiếp tục hồi phục từ từ và mãi cho đến khi chúng ta có hòa bình xảy ra, rồi sau đó giá sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng. thì cái điều giống nhau của cả hai chu kỳ trước đây đó chính là giá tăng trưởng sau khi mà có hòa bình. và nếu các bạn tin tưởng chu kỳ vào bốn năm thì cho dù là xảy ra như là năm 2019 nửa năm còn lại sẽ rất là tệ sẽ có cái sự giảm xuống hay là giống năm 2015 thì kết quả nếu các bạn tin tưởng chu kỳ 4 năm sẽ là một sự tăng trưởng sau khi mà có Bình khoảng chừng là 8 tháng sau đó thì mới bắt đầu có một sự tăng trưởng mạnh. Tôi chỉ muốn chia sẻ để các bạn có thể có cái sự chuẩn bị tâm lý mà thôi. Đối với những nào mà chung mình giá, nên thì cũng không phải quan trọng lắm. Nhưng mà nào mà chung mình giá thì thực sự lại muốn giá cả có cái sự điều chỉnh xuống để có thể mua được BTC với cái mức rẻ hơn. Nhưng mà nhiều bạn sẽ nói là năm 2015 đã không giống như năm 2019, thì tại sao chúng ta lại nên nghĩ là năm 2023 sẽ giống y chang như năm 2019 hay năm 2013? Thì đương nhiên cái gì cũng có thể xảy ra các bạn. thì cũng đã chia sẻ trong cái video gần đây là video 1667. À, liên quan đến kpmg và câu chuyện bitcoin đã được thay đổi btc hoàn toàn có thể có một xu hướng đi khác cho cái chu kỳ này Nếu như mà các bạn muốn biết thêm nữa thì hãy xem video 1667 Thì các bạn sẽ rõ hơn Đề tài kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là cái đề tài liên quan đến stablecoin Tại vì cuối tuần này đây cũng có khá là nhiều những cái drama liên quan đến stablecoin Có rất nhiều những tin tức, có rất nhiều những cái lời cáo buộc Ở trên Twitter à, hay là trên X bây giờ các bạn Nhưng mà cái điều mà các bạn nên hiểu đó Là tất cả đều là suy luận mà thôi Chứ chưa có bất cứ một bằng chứng nào rõ, rõ ràng hết Thì mới đầu đó, cái đề vài ngày Thì đã có một cái bài viết được chia sẻ rất là nhiều các bạn Bài viết này đó đã đến từ How Press và How Press là người tạo ra một cái công ty gọi là Northrock Digital thì người này nói đó là đối với một công ty đầu tư crypto nhưng mà muốn có một cái account với lại công ty tether đó thì hoàn toàn không hề dễ ngay cả công ty not capital này cũng không thể có một account với lại tether tether chủ yếu đó là họ có những cái account với những cái công ty lớn mà thôi và các bạn cần phải có một cái account ở tether nếu như các bạn là một công ty các bạn muốn gửi tiền đô la vào đó để mà tạo ra những đồng usdt mới thay vì các bạn lên trên sàn để mà mua thì các bạn có thể là tạo trực tiếp đến từ công ty tether và cũng ngược lại các bạn bạn muốn lấy tiền mặt đây các bạn có thể gửi tiền các bạn trở về Tether thì họ sẽ tính cái phí cũng không phải là mát lắm nhưng mà thường nhớ là khoảng chừng 0.1% thì họ sẽ trả tiền mặt lại cho các bạn và đó cũng là cách mà Tether kiếm tiền các bạn người ta min của người ta redeem và đương nhiên công ty Tether lấy tiền đó để mà đầu tư về công trái phiếu để mà lấy lãi thì đó là tại sao mà công ty Tether có tiền nhưng mà việc mà How Press nói đây đó đã là vì lý do nhiều công ty, nhiều quỹ đầu tư trong thị trường crypto này không có account với Tether, khi mà họ muốn đổi đồng Tether ra tiền mặt thì cách đơn giản nhất là lên trên những cái sàn thậm chí là OTC hay gì đó, họ có thể đổi đồng Tether ra đồng USDC rồi sau đó họ có thể bán USDC và rút tiền về ngân hàng của mình. Điều này đó dẫn đến là nhu cầu có tether tăng lên và nhu cầu có USDC giảm xuống và người này đó thì nói đây là lý do tại sao mà khi các bạn nhìn vào vốn hóa của công ty tether đó đồng USDT các bạn thì được vốn hóa cái đường màu xanh này đã liên tục tăng trưởng trong một năm qua nhưng mà ngược lại chúng ta đã thấy là vốn hóa của đồng USDC giảm đi trong vòng một năm qua vốn hóa của Tether đó các bạn thấy được là một năm trước là ở mức chỉ có là khoảng chừng 65 tỷ mà thôi và các bạn thấy là bây giờ Tether ở mức là 83 tỷ và ngược lại đồng USDC đó nghĩa là đồng Circle đó thì các bạn thấy được là đồng này đã từ 54 tỷ một năm trước bây giờ chúng ta thấy được là chỉ còn có 26 tỷ mà thôi đã mất đi rất nhiều thì lý do người này nói là tại vì người ta À, không có thể gửi đồng đường ngược chưa về đổi cho nên người ta đổi ra USDC rồi bán cho nên điều này mới xảy ra nhưng mà nhiều người bên dưới này đó cũng đã nhanh chóng chỉ ra được là làm cái gì đó thì sẽ mất tiền tại vì đổi số lớn đồng USDT đó thì có khả năng là sẽ không thay đổi trực tiếp trên sàn được và đổi qua OTC đó thì sẽ mất một cái phần khi mà các bạn đổi như vậy chứ đâu qua đổi free cho các bạn đâu cho nên cái này cũng không hợp lý và khi mà đổi đồng USDT và USDC rồi sau đó lấy đồng USDC đổi ra thành đô la thì cũng đâu có nghĩa là đồng USDC thì đó biến mất đâu Có thể là người khác vẫn giữ cho nên người này nói gì thì cũng không có đúng Và nhiều người cũng chỉ ra được là tuy là cái số lượng vốn hóa của đồng USDC đó mất đi So với vốn hóa mà có thêm cho đồng Tether thì có cái sự nó gần như giống nhau các bạn giống như các bạn thấy được là vốn hóa của Tether một năm trước là 65 tỷ Tính à, bây giờ ra là 83 tỷ thì nếu như chúng ta lấy con số 83 tỷ trừ cho 65 tỷ thì chúng ta được là công ty Tether đã có thêm 18 tỷ đô la USDT trên thị trường trong vòng một năm qua trong khi mà chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng mất đi đến từ đồng USDC đó một năm trước là khoảng 54 tỷ thì chúng ta lấy 54 tỷ trừ ra con số hiện tại là 26 tỷ thì họ đã mất đi 28 tỷ trong khi mà ở bên Tether đó thì họ chỉ có thêm 18 tỷ mà thôi thì nó cũng không phản ảnh được tất cả là vốn hóa của USDC chuyển qua Tether thêm vào đó nữa đó chúng ta cũng nên nhớ tại sao mà đồng USDC này mất đi vốn hóa là phần lớn ngay sau khi mà có cái sự kiện hồi tháng 3 cái bài được là sau đó đã có nhiều tiền rời khỏi USDC tại vì người ta không cảm thấy an toàn nữa các bạn chúng ta đã nhớ lúc đó là công ty Circle nói là họ bị kẹt lại Thường nhớ là khoảng 3 tỷ đô la ở trong cái ngân hàng SBB mà bị sụp đổ sau đó thì cuối cùng nó cũng đã lấy lại cái số tiền đó nhưng mà nhiều người cũng đã mất lòng tin với lại công ty Circle thường cũng như vậy lúc thường đã bán hết đồng USDC đổi ra thành BTC các bạn đã nhớ và bây giờ đã thường lưu trữ một phần tiền mặt một phần USDC và một phần Tether các bạn để cho nó giảm đi rủi ro cho dù thường không thích Tether nhưng mà bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi các bạn để có thể phân phối được cái lô của mình à, cho nên đây cũng là một trong lý do tại sao chứ không hẳn là như người này nói là tiền chạy từ bên USDC qua tether tại vì người ta bán đồng USDT rồi mua USDC rồi bán USDC để lấy tiền mặt rồi đi mua tether hay gì hết nhưng mà có một điều khác nữa lại xảy ra cuối tuần này các bạn đó chính là một cái thuyết cái thuyết này đó là đến từ Paolo Adorno thì đây là CTO có nghĩa là giám đốc công nghệ của công ty Tether và Bitfinex cả hai là cùng một công ty mẹ thì trong cái thuyết này đó không nói rõ ràng nhưng mà nói là có ai đó cố tình đẩy giá của Tether xuống khiến cho nó mất PEG bây giờ đây các bạn thấy được một đồng Tether là 0.998753 thì cái sự mất phép này cũng không có đáng lo ngại các bạn thấy nó cũng gần như là một đô la rồi mất chút xíu mà thôi thì cũng không đáng lo ngại nhưng mà CTO của Tether để nói là ai đó đang cố tình khiến cho đồng Tether mất phép nhiều hơn để làm gì để cho gây cái sự hoảng loạn tại vì sao tại vì Paulo nói là gần đây đó đã có một cái đồng mới xuất hiện một đồng stablecoin mới Thay vì người ta nghĩ là wow mọi người lo lắng về đồng Tether thì vốn hóa sẽ chạy qua USDC Nhưng mà khi các bạn nhìn kỹ lại rõ ràng không phải Các bạn vốn hóa thật ra cũng đang rời khỏi đồng USDC Còn nhiều hơn là Tether tốc độ nhanh hơn nữa Tether thì còn có thêm chứ còn vốn hóa của USDC thì lại mất đi Cho nên đồng USDC không phải đồng có lợi trong cái sự việc này Mà cái đồng có lợi đó dựa theo Paulo journal Tuy không nói rõ nhưng mà nói là một đồng stablecoin mới Đó chính là đồng nào các bạn? Đó chính là đồng FDUSD và SDUSD này đó là một cái đồng mới các bạn là được hỗ trợ bởi công ty Binance và đồng này đó đã nhanh chóng các bạn thấy là vốn hóa đi từ không có gì vào ngày 3 tháng 8 các bạn thì được tới ngày 4 tháng 8 đó đã có 260 triệu rồi và chúng ta thấy được là khi mà nhìn vào market đó, có nghĩa là những sàn nào mà cho giao dịch đồng này thì các bạn thường là sàn Binance bây giờ là dẫn đầu với lại FDUSD thì nhiều người cho là sàn Binance sẽ thay thế đồng BUSD đồng đó trước đây là được phát hành bởi công ty Paxo công ty Paxo là ở Hoa Kỳ công ty đó nói là sẽ không hoạt động với lại sàn Binance nữa rồi các bạn thấy là sau đó sàn Binance cũng đã thúc đẩy sử dụng đồng TUSD và đồng này đó là đồng mà cũng có khá là nhiều drama liên quan đến Justin Sun Thường cũng đã từng chia sẻ cho một video trước đây à, Và đây là hai đồng mà được thúc đẩy bởi sàn Binance hiện tại Và nhìn như là đồng FDUSD này First Digital USD này sẽ là đồng mà nó có khả năng thay thế đồng BUSD của sàn Binance và thêm vào đó nữa, trong cái cuộc gọi cổ đông quý 2 của sàn Coinbase thì CEO Brian Armstrong đã đưa ra một cái thông tin cực kỳ sôi động các bạn đó chính là sàn Binance đã bán hết tất cả USDC trong tay và dựa theo cái cách nói chuyện của Brian Armstrong đó, thì gần như là sàn Binance là một công ty mà lưu trữ rất nhiều USDC cho nên việc bán một cách bất ngờ như vậy đó khiến cho nhiều người cho là trong cái cuộc gọi đó ngay cả Brian Armstrong đó cũng bất ngờ và phản ảnh thông qua giọng nói của Brian Armstrong ở trên cuộc gọi và công ty Circle là công ty mà phát hành đồng USDC cũng là một những công ty được tạo ra bởi một cái hiệp hội mà trong đó có sàn Coinbase thì cái tin đồn hiện bây giờ và đây là điều mà thường cảm thấy nhiều người chia sẻ như là tin thật các bạn nhưng mà thật ra chỉ là suy đoán của mọi người mà thôi Ờ... Uh, Hiện bây giờ đó, nhiều người nói là có hành động đến từ sàn Binance để biến đồng FDUSD này trở thành một đồng stablecoin mà có hạng nặng ở trong thị trường này. Và nhiều người cho đây cũng là một chuyện cách mà sàn Binance muốn nắm bắt thị trường này một cách mạnh hơn với đồng stablecoin này của họ. Và cũng có những cái công ty như là Chain Argos đó, thì họ nói là cái đồng stablecoin mới này đó cũng là một đồng mà có nhiều cái giao dịch xuất hiện mặc dù là chúng ta thấy là không có nhiều địa chỉ ví xuất hiện nhưng mà giao dịch thì lại rất là cao cho nên cũng có nhiều câu hỏi đặt ra các bạn và các bạn đã thấy được là cái thuyết đến từ Paolo Rono là cái thuyết ấp mở nói là có ai đó đã cố tình đẩy giá USDT xuống thì có ai đó đây đó nhiều người cho là ám chỉ là CZ hay là sàn Binance đã cố tình đẩy giá USDT xuống nhằm để mà đẩy vốn hóa qua bên FdUSD khi mà mọi người lo lắng về USDT bây giờ thì vẫn chưa và có nhiều người cho đây cũng là cái hành động đến từ công ty Binance khi mà họ đã bán hết USDC của mình à, để có thể đẩy giá đồng USDC xuống mặc dù đồng USDC thì vẫn như vậy à, và đẩy số vốn hóa đó qua bên FdUSD đó là những cái lời cáo buộc hiện bây giờ các bạn nghĩ sao thì đối với thuần đó bây giờ cái sự việc này nó cũng không có phải ảnh hưởng đến thị trường các bạn sự thật đó là năm nào chúng ta cũng nghe những cái phết đến từ tether năm nào cũng vậy hết các bạn nhờ thường đã chia sẻ nhiều lần nếu như mà các bạn trở về quá khứ cái tây vài năm và hỏi thuận là năm 2023 thuận nghĩ là đồng stablecoin vốn hóa cao nhất là đồng nào và nếu như các bạn nói đồng tether thuận sẽ nói là không có tin đâu các bạn nhưng mà đó là sự thật bao nhiêu năm qua đó thì cho dù có bao nhiêu phết công ty Tether vẫn có thể sống sót được cho đến bây giờ và thậm chí ngay thời điểm này đó họ luôn thông báo có những cái tài liệu kiểm toán cho thấy được là họ có đủ tiền hay là đủ tài sản để đảm bảo cái số lượng USDT nhưng mà trên thực tế đó đó chỉ là những cái giống như à, là đưa ra cái lời cam kết đến từ cái công ty kiểm toán mà thôi chứ còn ta chưa có thấy cái tài liệu kiểm toán thật sự chúng ta chỉ thấy là công ty mà họ mướn đó đã cam kết là họ đã thấy cái số tiền đó nhưng mà chi tiết số tiền đó đang nằm ở đâu và có bao nhiêu thì không có rõ ràng ở trong những cái tài liệu đó nhưng mà cũng đã nhiều hơn là chúng ta biết cái tay vài năm và sự thật là họ cũng đang lưu trữ một số lượng lớn BTC và thứ nhì nữa đó là các bạn thấy được là đối với lại sàn Binance thì họ đã không còn có thể à, tiếp tục sử dụng đồng BUSD nữa tại vì các bạn thấy là công ty Paxos là công ty ở New York đã không tiếp tục hỗ trợ nữa thì đương nhiên họ cũng phải có một cái đồng stablecoin khác. Tại sao họ lại không có muốn hỗ trợ một đồng stablecoin hiện bây giờ? Họ lại muốn hỗ trợ những đồng như là TUSD hay là FDUSD. Thì đây là những đồng mà không có trụ sở ở Hoa Kỳ thì có thể là tại vì pháp lý ở Hoa Kỳ khiến cho sàn Binance cảm thấy lo lắng. À, nếu như mà họ sử dụng Tether hay là họ sử dụng đồng USDC nhiều đó thì một ngày nào đó lỡ như mà có chuyện gì mà đồng Tether hay là đồng USDC lúc đó lại không có tiếp tục hỗ trợ sàn Binance giống như là BUSD thì họ sẽ ra sao cho nên cũng có thể là họ đang đi tìm kiếm một cái giải pháp khác chúng ta chỉ biết là hiện bây giờ đã có khá là nhiều những cái drama xoay quanh cái vụ này mà thôi đồng FDUSD này là đồng stablecoin mới nhưng mà đã có vị trí là 132 rồi và vốn hóa bây giờ thì vẫn còn nhỏ các bạn nhưng mà vẫn tăng rất là nhanh Trong vòng mấy ngày qua các bạn đã tới 260 triệu rồi Đây là một cái đề tài mà chúng ta sẽ tiếp tục nói đến Nói chung đó, thì bây giờ chỉ là những cái suy đoán trên thị trường mà thôi Những gì mà thường Dư chia sẻ với các bạn Chứ còn sự thật ra sao đó chúng ta phải chờ mới có thể biết được Và đối với về Tether đó các bạn có biết là công ty Tether Họ đã trở thành đơn vị lớn thứ 11 lưu trữ BTC Bây giờ các bạn wow, đơn vị lớn thứ 11 thì các bạn đã nhớ đó là công ty Tether hồi uh, cây quý 1 của năm 2023 này đó thì họ đã nói là họ đang lưu trữ là 1.5 tỷ đô la BTC và đây là cái số tiền mà họ có từ lợi nhuận các bạn, lợi nhuận của Tether các bạn đã biết là khi các bạn trả Tether về họ sẽ tính cái phí để trả tiền lại cho các bạn tại vì đương nhiên họ không làm free rồi và khi mà các bạn đưa tiền cho họ để mà mint ra đồng Tether đó thì tiền đó họ có thể dùng để mà Đầu tư vào những cái như là công trái phiếu và lời đó họ sẽ bỏ túi các bạn. Đó là cách mà họ kiếm tiền. Và cái tiền đó họ dùng để mà thu mua BTC. Và chúng ta cũng đã thấy là dựa theo ước tính á. Thì trước đây họ nói là mỗi một quý khi mà có lời họ sẽ trích ra khoảng trên 15% để tiếp tục thu mua. Và nếu như tính như vậy đó thì hiện bây giờ công ty trader đã lưu trữ khoảng chừng 55.022 BTC. Có nghĩa là khoảng 1,6 tỷ đô la hiện bây giờ. Tuy nhiên cái phần này nên thì vẫn chưa được xác nhận bởi công ty Tether, chỉ là người ta ước tính dựa theo cái số lượng 850 triệu đô la từng lời quý 2 mà thôi. Rồi cộng vào so với như chúng ta đã biết từ quý 1 thì nếu như vậy đó thì công ty Tether đã trả một công ty mà lưu trữ rất nhiều BTC các bạn, không thua gì những công ty còn lại. Nếu các bạn muốn biết đó, thì chúng ta đã biết là đơn vị lưu trữ nhiều BTC nhất dựa theo ước tính là Satoshi Nakamoto uh, thì người ta nghĩ là Satoshi lưu trữ đâu đó là khoảng một triệu BTC nhưng mà nó rải rác ra nhiều cái ví, những cái ví mà đầu tiên được tạo ra các bạn thì nhiều người cho đó là của Satoshi chứ không có một cái ví riêng lẻ nào mà có một triệu BTC trong đó hết. đơn vị thứ nhì là Trayscale thứ ba là Binance, thứ tư là Coinbase, thứ năm là Bitfinex, thứ sáu là US Government nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ các bạn. Nhiều người luôn quên như này phải muốn nhắc lại chính phủ Hoa Kỳ hiện bây giờ là một những đơn vị mà lưu trữ rất nhiều BTC cho dù là họ đã bán một số lượng rồi các bạn thấy được cái số còn lại đã vẫn cao hơn so với MicroStrategy còn một thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn rồi chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá account demo của tuần này thì uh, nhiều người hỏi là chúng ta có tiếp tục thấy là Mark Zuckerberg sẽ đấu với đài với lời Elon Musk hay không cho đến ngày hôm nay đó thì là Musk cũng vừa chia sẻ là trận đấu đó sẽ xảy ra và sẽ được livestream ở trên X và tất cả lợi nhuận đều sẽ chuyển vào một cái quỹ cho những cái cựu quân nhân ở Hoa Kỳ như vậy thì Elon được lợi gì các bạn thì đương nhiên các bạn thấy là đây là một cái PR rất là lớn cho X nếu như mà được livestream đây là một cái trận đấu mà đây ngay cái đây là White nghĩa là cái người mà tổ chức UFC cũng nên nói đây là một cái trận đấu võ đài mà sẽ thu hút cái lượng khán giả mà chưa từng thấy Không những là những người mà yêu thích đấu võ đài sẽ xem Mà những người mà không quan tâm đến cũng sẽ xem Tại vì chúng ta sẽ thấy Elon Musk đấu với lại Mark Zuckerberg các bạn Và sẽ xảy ra khi nào đó chúng ta chưa có biết Chúng ta chỉ biết là CEO của X đó chính là Linda Thì người này đã nói là đang chuẩn bị lịch nhưng mà lịch ngày mấy và đấu đâu chúng ta vẫn chưa có biết trong tài là ai cũng chưa biết luôn các bạn thấy được là cái sự khác biệt giữa hai người rất là lớn không chỉ riêng là các bạn thấy là về tài sản thì Elon Musk đương nhiên là nhiều tài sản hơn Mark Zuckerberg Elon Musk là 245 tỷ sau so với Elon Musk 100 tỷ tuổi tác đó thì các bạn thấy được là nghiêng về ở bên của Zuckerberg tại vì 39 tuổi so với Elon Musk là 51 tuổi chiều cao đó thì các bạn thấy là cái chiều cao của Mark Zuckerberg thì cũng bình thường nhưng mà Elon thì cũng rất là cao của bạn 6.2 cân nặng cũng khác nhau rất là xa cho nên nhiều người nói là cái trận đấu này nó có hợp lý hay không có phải là Elon sẽ phải giảm độ nặng xuống hay là ngược lại Mark Zuckerberg sẽ phải tăng độ nặng lên để cho hai bên sự khác biệt để không có nhiều như vậy cho dù là như vậy các bạn thấy được là đối với lại bây giờ đó người ta nghĩ nghiêng về bên nào sẽ thắng đó thì đối với thứ các cược bây giờ thì lại nghiêng về là Mark Zuckerberg sẽ thắng trận này khi nào mà có thêm thông tin thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở đây nó không có để một cái nữa là các bạn có biết đó chính là so với lại cái số lượng con cái đó thì Elon Musk vượt trội hơn Mark Zuckerberg. so với lại cái số lượng người tình đó thì Elon Musk cũng vượt trội hơn Mark Zuckerberg, các bạn rồi chúng ta cũng sẽ cùng nhau trung bình giá cho account demo của con cái cầu tuần này. Đây là một cái account demo thôi chứ các bạn đã tạo ra vào tháng 4 của năm ngoái các bạn ngày 4 tháng 4 lúc đó giá của BTC là 46.622 và giá của Ether lúc đó chúng ta bắt đầu trung bình giá đó là 3.514 đô Mặc dù như vậy nhưng mà chúng ta trung bình giá 100 đô mỗi tuần Thì kết quả ra sao các bạn Kết quả là đối với lại BTC đó Thì chúng ta bây giờ đang có lãi là 23.758 Với cái mức mua trung bình là 23.496 đô à, Cho dù chúng ta mua ở mức rất là cao Nhưng mà các bạn thấy là trung bình giá đó Cũng vẫn cho các bạn có lời hiện tại và cái mức bây giờ đây thì vẫn cách xa với cái mức chúng ta bắt đầu mua là bốn mươi mấy ngàn chứ đừng nói tới là cái đỉnh các bạn khi mà chờ về đỉnh rồi thì con số này sẽ tăng rất là nhiều và cũng tương tự chúng ta nhìn vào ether đó thì ether cũng tăng các bạn mức trung bình chúng ta mua là một sáu trăm đô thì cũng đang có lãi là 13 ba sáu phần trăm chỉ không nhiều bằng btc mà thôi nhưng mà cũng tương tự khi mà ether trở về đỉnh cũ và đạt đỉnh mới đó thì cái phần trăm này nó sẽ rất là cao các bạn chúng ta sẽ thấy được là tổng cái phần trăm lợi nhuận của cả hai đó là 10 8.69% hiện tại. Và tuần này đó cũng tương tự chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá 100 đô cho BTC và 100 đô cho Ethereum. Thì 100 đô cho BTC thường sẽ bấm vào add transaction ở cái mức giá bây giờ là 29.071 đó thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được 0.00345 BTC mà thôi. Thường sẽ bấm submit. Rồi, coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho tuần này các bạn. Và chúng ta cũng sẽ trung bình giá cho Ether thì 100 đô ở mức là 1828 đó chúng ta chỉ có thể mua được 0.0547 thôi xong submit. Chúng ta cũng đã chung mình giá xong cho y từ tuần này các bạn và tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục trở lại. Và tuần này đó thì vì thuận bận công việc cho nên không có thời gian để mà cập nhật cái portfolio danh mục đầu tư của Thuận, Thuận sẽ cố gắng cập nhật tuần sau để các bạn có thể có được thông tin mới nhất. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nghe trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tại vì các bạn